Bản tin sáng 24/6. Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo viện trợ gói quân sự thứ 19 cho Ukraine. F-16 của Mỹ sẽ đồn trú trên lãnh thổ Ukraine. Nga chuyển gần hết quân từ khu biên giới Phần Lan sang Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, cảnh tượng kỳ lạ trong chuyến thăm Triều Tiên của Putin là lời cảnh báo. Trung Quốc lên kế hoạch kết nối các tuyến đường sắt Đông Nam Á. Tại sao chuyến thăm của các nhà lập pháp Mỹ tới Ấn Độ lại khiến chính quyền Trung Quốc khó chịu? Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ năm ngày 20/6 của Đài Thời sự. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm 18/6 thông báo nước này phân bổ gói viện trợ quân sự thứ 19 cho Ukraine. Thông điệp cho hay, hôm nay 18/6, chính phủ đã tổ chức tham vấn với Hội đồng Chính sách Đối ngoại về gói viện trợ thứ 19. Gói viện trợ này sẽ hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết của Ukraine và sự phát triển lâu dài về khả năng tự vệ của Kyiv. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Đan Mạch Joel Lundbosson lưu ý, gói này quy định về ký kết một số thỏa thuận khác nhau với các đồng minh liên quan đến việc mua bán và chuyển giao từ ngành công nghiệp quốc phòng của đồng minh. Bộ cho biết thêm, trong số những thứ khác, có thêm chiến đấu cơ F-16 do Đan Mạch chuyển giao. Theo bộ này, Ukraine vẫn cần sự viện trợ quân sự đáng kể do sự xâm lược đang diễn ra của Nga đối với nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Poulsen cho biết, nhờ gói viện trợ mới nhất, ngay bây giờ chúng tôi đang cung cấp sự viện trợ tối đa có thể cho nhu cầu của Ukraine trên chiến trường. Chúng tôi cũng có cam kết an ninh của Đan Mạch sẽ viện trợ Ukraine trong 10 năm tới. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra mô hình viện trợ thông qua ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, giúp Kyiv xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị quân sự của Ukraine trong ngắn hạn và dài hạn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen lưu ý, châu Âu đang trải qua thời khắc định mệnh. Ông nói, với sáng kiến này, chúng tôi đáp ứng mong muốn mạnh mẽ của Ukraine và tăng cường an ninh cho cả Ukraine và châu Âu. Vì vậy, từ phía Đan Mạch, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các cơ hội hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, và chúng tôi cũng hài lòng với sự quan tâm đến điều này ở EU và các nước khác. Một liên minh đặc biệt do Hà Lan và Đan Mạch dẫn đầu đã được thành lập để chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Việc lựa chọn các quốc gia này không phải ngẫu nhiên, là vì họ có thiết bị mô phỏng chuyến bay. Trong một thông tin khác, các chiến đấu cơ F-16 mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine sẽ đồn trú trên lãnh thổ Ukraine. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin PBS, ông lưu ý rằng thỏa thuận an ninh giữa Hoa Kỳ và Ukraine quy định rằng chiến đấu cơ F-16 được cung cấp sẽ chỉ được đặt tại Ukraine. Cố vấn An ninh Mỹ nói, kế hoạch đưa F-16 vào Ukraine đã được đưa ra và thỏa thuận an ninh song phương được ký bởi Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Zelensky đã củng cố quan điểm này rằng chúng tôi muốn giúp Ukraine có tiềm năng này. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh rằng, trong trường hợp có mối đe dọa, Ukraine có thể sử dụng các hệ thống phòng không được cung cấp, đặc biệt là những hệ thống được Mỹ bàn giao cho, để tiêu diệt phi cơ Nga. Chúng ta đang nói về những chiếc phi cơ bay trong không phận Nga. Các đối tác của Ukraine trong Liên minh Hàng không sẽ bàn giao hàng chục chiến đấu cơ F-16 cho lực lượng không quân Ukraine. Một phần số chiến đấu cơ F-16 sẽ không đồn trú ở Ukraine, mà được đặt tại các căn cứ không quân ở các nước đối tác. Lý do đưa ra quyết định này là để bảo vệ phi cơ. Chuyển sang thông tin khác. Các căn cứ của Nga gần biên giới với Phần Lan gần như trống rỗng, Nga đã điều động nhân sự và trang thiết bị cho cuộc xâm lược Ukraine. Truyền thông đưa tin, Nga đe dọa Phần Lan sẽ gánh hậu quả nếu nước này gia nhập NATO và cam kết sẽ tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới. Nhưng các căn cứ quân sự trong khu vực cho đến nay vẫn trống rỗng. Nguồn tin tình báo cho biết, trung bình 80% thiết bị và quân nhân đã được chuyển giao cho cuộc xâm lược Ukraine. Hầu như các căn cứ chỉ còn lại những người hướng dẫn và tân binh. Theo nguồn tin, Nga đang rút thiết bị và quân nhân khỏi các căn cứ của mình, không chỉ dưới biên giới Phần Lan, mà trên toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của mình, ngoại trừ khu vực Moscow. Người đối thoại trong cơ quan tình báo cũng nói rằng, lực lượng phòng không xung quanh St. Petersburg vẫn khá mạnh. Hãng tin Yle cũng nhận định hình ảnh vệ tinh về các căn cứ của Nga xác nhận những thay đổi nhất định.
Ví dụ, tại căn cứ quân sự Nga gần Petrozavodsk, tính đến tháng 5 2024, hàng chục thiết bị đồn trú ở đó đã biến mất so với thời điểm tháng 6 2023. Cùng lúc, một nhà chứa phi cơ mới đã xuất hiện ở đó. Nga đã bắt đầu đe dọa Phần Lan vì ý định gia nhập NATO. Trong đó, Bộ Ngoại giao Nga cam kết sẽ có phản ứng có tính chất kỹ thuật, quân sự và các tính chất khác. Vào đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thành lập một quân đoàn mới tại Karelia, giáp biên giới Phần Lan, bao gồm 3 sư đoàn súng trường cơ giới và 2 sư đoàn tấn công đường không. Chuyển sang những thông tin khác. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh Graham Sharp cho rằng chuyến thăm Triều Tiên của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin với những cảnh tượng kỳ cục nên được coi là một lời cảnh báo. Ông đã viết về điều này hôm 19 tháng 6 trên mạng xã hội X. Ông Sharp gọi những cảnh tượng chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Putin là kỳ cục và cảnh báo rằng chúng nên được coi là một lời cảnh báo. Bộ trưởng lưu ý, trục chuyên chế mới đang hoạt động để làm suy yếu các quyền tự do của chúng ta. Chỉ bằng cách tăng cường lực lượng vũ trang, chúng ta mới có thể kiềm chế họ. Sau khi ông Putin đến Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cùng người đồng cấp Nga trên chiếc limousine đi từ sân bay trong một đoàn xe dài đi qua các đường phố của Bình Nhưỡng, nơi các tòa nhà được trang bị bằng những lá cờ Nga với kích thước lớn và chân dung của ông Putin. Ông Putin đã tham dự một buổi lễ tiếp đón xa hoa tại quảng trường chính của thành phố, nơi ông và ông Kim bước trên thảm đỏ. Quảng trường chật kín hàng nghìn khán giả, trong đó có trẻ em với bóng bay và những người mặc áo phông có màu đỏ, trắng và xanh của cờ Nga và Triều Tiên. Đám đông xếp hàng trên đường chào đón đoàn xe của ông Putin, hô vang: "Chào mừng ngài Putin!" trong khi vẫy hoa và cờ của Triều Tiên và Nga. Các ấn phẩm tuyên truyền của Nga cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ hoàn toàn ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine trong chuyến thăm Triều Tiên của nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Cuộc hội đàm khoảng 1 tiếng rưỡi giữa hai nhà lãnh đạo với sự tham gia của các phái đoàn đã ký kết các thỏa thuận hợp tác. Chuyến thăm đầu tiên của Putin tới Triều Tiên sau 24 năm diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về thỏa thuận Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow để xâm lược Ukraine. Chuyển sang thông tin liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc lên kế hoạch kết nối các tuyến đường sắt Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng nghiên cứu kế hoạch kết nối tuyến đường sắt bờ Đông ECRL trị giá 10 tỷ USD của Malaysia với các dự án đường sắt khác do Bắc Kinh hỗ trợ ở Lào và Thái Lan, có khả năng mở rộng sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh khắp Đông Nam Á. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, người đang có chuyến thăm 3 ngày tới Malaysia, cho biết hôm 19 tháng 6 rằng đề xuất này sẽ biến tuyến đường sắt trung tâm của tuyến đường sắt xuyên Á được đề xuất chạy từ Côn Minh ở Trung Quốc đến Singapore trở thành hiện thực. Ông Lý nói, điều này sẽ thúc đẩy tốt hơn việc xây dựng các hành lang thương mại đường bộ và đường biển quốc tế mới, tăng cường kết nối khu vực và làm sâu sắc hơn việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Trong buổi lễ khởi công tại công trường xây dựng ECRL, tuyến đường sắt dài 665 km sẽ nối bờ biển phía đông và phía tây của bán đảo Malaysia vào cuối năm 2026. Chính phủ Malaysia cho biết vào tháng 3 rằng họ sẽ xem xét mở rộng dự án do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn tới biên giới với Thái Lan. Ông Lý Cường đang ở chặng thứ 3 trong chuyến công du, bao gồm New Zealand, Úc, khi Bắc Kinh muốn mở rộng ảnh hưởng đầu tư vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh đang diễn ra với Hoa Kỳ. Ông đã gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại thủ đô hành chính Putrajaya sau khi ông đến Kuala Lumpur hôm 18 tháng 6 trong chuyến thăm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sau cuộc họp kín hôm 19 tháng 6, Thủ tướng hai nước đã ký kết hơn chục hiệp ước, bao gồm cả việc gia hạn chương trình 5 năm hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, nông nghiệp, sản xuất, cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính. Chuyển sang phần tin cuối. Kính thưa quý vị, một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gặp nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm 19 tháng 6 tại thị trấn Dharamsala, phía Bắc Ấn Độ. Cuộc họp khiến chính quyền Trung Quốc khó chịu, đồng thời hôm 18 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ công nhận đầy đủ bản chất chống Đảng Cộng sản Trung Quốc và ly khai của bè lũ Đạt Lai Lạt Ma và kiềm chế bất kỳ hình thức liên lạc nào với nhóm này. Nhóm 7 thành viên lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp Mỹ đang đến thăm Ấn Độ để gặp người đoạt giải Nobel Hòa Bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hoa Kỳ từ lâu đã ủng hộ quyền của người Tây Tạng được thực hành tôn giáo và văn hóa của họ, đồng thời cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở vùng
Himalaya xa xôi giáp biên giới Ấn Độ. Một dự luật lưỡng đảng được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua trong tháng này nhằm mục đích thúc đẩy Bắc Kinh tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Tây Tạng, vốn bị đình trệ từ năm 2010, để bảo đảm một thỏa thuận đàm phán về Tây Tạng và thúc đẩy Bắc Kinh giải quyết các nguyện vọng của Tây Tạng về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ. Trong số phái đoàn có hai tác giả của đạo luật có tựa đề Thúc đẩy giải pháp cho đạo luật tranh chấp Tây Tạng-Trung Quốc. Phái đoàn cũng đã gặp các quan chức của chính phủ Tây Tạng lưu vong hoạt động từ Ấn Độ. Sinh năm 1935 với tên Lahamo Thondup, Đức là Lai Lạt Ma được xác định là tái sinh của người tiền nhiệm khi 12 tuổi và đăng quang vào năm 1940 với tư cách là Đức là Lai Lạt Ma thứ 14 ở Lhasa, thủ đô của Tây Tạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng vào năm 1950 và Đức Đạt Lai Lạt Ma trốn sang Ấn Độ vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại sự cai trị của chế độ này. Ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Chuyến thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma của phái đoàn Mỹ đã khiến chính quyền Trung Quốc tức giận. Vào thời điểm Bắc Kinh và Washington đang nỗ lực cải thiện quan hệ và mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc cũng trở nên căng thẳng kể từ khi xảy ra xung đột quân sự ở biên giới Himalaya, khiến 24 quân nhân thiệt mạng vào năm 2020. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ sớm ký đạo luật giải quyết Tây Tạng trong nỗ lực tìm giải pháp cho tranh chấp, dù Washington coi khu tự trị Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ và một tác giả của dự luật, Michelle McCaul, cho biết trong khi rời Washington, chuyến thăm này sẽ nêu bật sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ để Tây Tạng có tiếng nói về tương lai của chính họ. Bắc Kinh cáo buộc Đức là Lai Lạt Ma là người chia rẽ hoặc ly khai, nhưng ông nói rằng ông muốn quyền tự trị thực sự cho quê hương Himalaya xa xôi của mình. Trong khi Bắc Kinh luôn phản đối cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo nước ngoài, điều này không ngăn cản Đức là Lai Lạt Ma gặp họ, kể cả các tổng thống Mỹ, mặc dù ông Biden vẫn chưa gặp ông. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nhất là nhiệm vụ bổ nhiệm người kế nhiệm ông. Trong khi Bắc Kinh tuyên bố, họ cũng quyền phê chuẩn người kế nhiệm. Trong một động thái nhằm tăng cường kiểm soát Tây Tạng, thì Đức là Lai Lạt Ma nói rằng chỉ người dân Tây Tạng mới có thể đưa ra quyết định đó và người kế nhiệm ông có thể được tìm thấy ở Ấn Độ. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN Thời sự đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.